tiền cho bé Hương nè. Đó. Anh Nam, đệ nhất rồi đó. Đệ nhất rồi đó. Đệ nhất rồi đó, đệ nhất đó. Quá hay chị ơi. Thái chị, cảm nghĩ thế nào khi chị có một chiến thắng ngay tại giải Âu Lan thế này ạ? Sung sướng hả? À, chắc là chị tập luyện từ trước đến nhiều lắm đúng không? Sao à? Mỗi sáng tập thể dục đi bộ hay sao hay chạy bộ? Tập xe đạp hàng ngày chị đạp bao nhiêu cây? 30 cây. Tập tốc độ cao như vậy không chị ạ? À, leo núi thôi hả? Wow, chị leo núi quá giỏi luôn. Anh nhà leo núi cũng giỏi luôn hả chị hả? Nhờ anh nhà chị dắt chị luôn ha. Rồi, cảm ơn chị nha, chúc mừng chị một lần nữa. Cái đồng đội đây, đồng đội đây. Ờ, đồng đội đúng hả? Đồng đội đúng không? Không có đăng em đâu. Đây nè. Đăng em rồi. Cùng bước thì chạy chạy nói xong á. Cái tốt nhất là đầu tiên của chị mà anh rất mong người còn lên được luôn á. Bây giờ chị mới có nhắc lại cái thằng bé này nó mất tiền ha. Nó bé thì đi không ai nãy thấy luôn cái đầu cũng đi đủ nó mà ơi nó lo đó. Đi mấy anh đi. Bây giờ sao nè. Có cái thằng ngồi chạy xe trước em chạy qua bãi lại không? Có người chuyện cho anh.